Ok hai cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Review Tool. Thì hôm nay cũng như mọi lần, mình xin chia sẻ một ứng dụng nó cũng rất hữu ích ở trên hệ điều hành Android gửi tới các bạn. Đây là ứng dụng Radio trên chiếc điện thoại Android của các bạn nha. Thì các bạn nhớ ngày xưa chúng ta chỉ sử dụng những cái chiếc điện thoại trắng đen đó. Thì bạn có chức năng Radio nhưng mà thực sự mình nhớ hồi xưa là mình mở hoài nó không có ra luôn. Thì ngày hôm nay trên chiếc smartphone Android của bạn sẽ có một chiếc radio xịn sò với ứng dụng Radio Việt Nam nghe đài trực tuyến nha. Đây. Đây là ứng dụng rất tích cực và được đó rất là nhiều là kênh Radio Việt Nam nha các bạn nha. Đài tiếng nói. Ok, ứng dụng là hơn 500.000 lượt tải xuống và có rất là nhiều bình luận 5 sao tích cực nha các bạn nha. Okay, chúng ta sẽ cài đặt. Rồi, sau đó các bạn mở ra ha. Đây, danh sách kênh rất là nhiều. Rất là nhiều đài tiếng nói của nhiều tỉnh thành nè các bạn nè. Thì bây giờ mình sẽ thử coi có mượt được không. Khi thể hiện sự thẳng thắn, cầu rất thị là mượt mà nha các bạn. Phiên chất vấn này có thể được coi rất là mượt mà, ứng dụng chạy rất là về công ok tác. Rồi các bạn đặc biệt có một cái hay là chúng ta có thể ghi âm nữa nè ha, cho phép truy cập ảnh mình ghi âm để mình ví dụ như cái bản tin đó cái đó bạn thích vào cái khung giờ đó bạn không có thời gian nghe thì bạn có thể bật chức năng ghi âm này để mình nghe lại. Rồi chức năng thứ hai là hẹn giờ tắt nè đó. Khi bạn bật radio lên đó bạn muốn nghe tới bao nhiêu phút đó thì bạn chỉnh cái thời gian ở đây kéo cái thanh này lên ha. Rồi sau đó bấm đồng ý thì nó sẽ tới túng cái thời gian mà bạn chọn đó thì nó sẽ tắt thôi. Và ở bên cái mục bên phải này là cái tệp những cái tệp mà các bạn ghi âm nè để mình nghe lại đó các bạn. Hiện tại là mình nghe lại tiếng nói Gia Lai, tại phát thanh Gia Lai thì cũng rất là mượt ha. Đây. Tần số 92,7 MHz phát trực tuyến trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý rất sau đây. Rất mượt mà nha các bạn, rất mượt mà. Ok, đây là danh sách kênh, cập nhật danh sách kênh, danh sách tệp âm thanh là những cái tệp bạn ghi đó. Rồi đây là những thông tin âm lịch Việt Nam này, có cả cái lịch âm Việt Nam ở trên cái ứng dụng này luôn nha các bạn. Ok, rất tuyệt vời ha. Thì cái phần hướng dẫn ứng dụng radio đài phát thanh ở trên smartphone Android của mình tới đây là kết thúc. Nếu cảm thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình ha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip.